Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phim Một Chân. Kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay Phi đến thăm lại cái hoàn cảnh của cô Lan, một người phụ nữ mà bị vừa hồi xưa là bị người yêu tạt axit đó quý vị. Thì hoàn cảnh của cô Lan năm ngoái Phi cũng có chia sẻ cũng như là kêu gọi cho cô cũng được một số tiền rất là lớn để cho cô trang trải cuộc sống, ăn uống thuốc men đó quý vị. Thì ngày hôm nay Phi cũng có một cái hoàn cảnh cũng gần đây, Phi đến Phi thăm cô xem tình hình sức khỏe của cô như thế nào. Phía trong là cô Lan, thì quý vị cùng Phi đi vào bên trong thăm cô nha. Nhìn cô rất là tội nghiệp mọi người. Dạ chào cô nha. Chào cậu á. Cô nhớ con không? Khoai ngang. Dạ Phi đây. À. Dạ. Ủa sao cô ở nhà mà cô cũng đóng cửa hả?
Thì tôi làm tôi đáng gửi thêm tí chứ còn không tới đòn hỡi rồi ăn đòn này cái nào có vô không rồi nó cái đòn á. Cô đã ăn trưa ăn tối chưa? Ăn trưa chưa? Có ăn trưa rồi không? Ăn trưa rồi hả? À. Cô lâu nay cũng khỏe luôn chứ hả? À, hôm nay cô hơn thì rồi cô đa hứa thì con bệnh heo có làm có gì hết chứ. À. Nó đa nó bị cái tiết liệu nó tắt chỉ không được á. Đau nhất đủ thứ hả? Nhất đà hết. Ủa mà sao cô nghe cái giọng của con rồi cô nhận ra hay sao? Nhớ chứ. Nhớ hả? Cũng lâu rồi con. Cô kêu tăng hết dịch tăng khi nó vô. Dạ. Cô cứ kêu tăng cho nó hết dịch rồi sao khi nó vô nó xin tiền cho chồng mình chưa nó lấy tiền cái gì tăng lấy nào lấy gì cái đi chữa bệnh cho con hả? Ai con còn cái đấy. Cũng lâu rồi năm ngoái giờ con mới vô lại ha. Cũng lâu rồi mọi người. Thôi người ta ngói đó, chín năm ngói đó cái này ý cậu. Cũng một năm rồi đấy chứ cô ha. Rất lan rồi luôn. Năm rồi mọi người. Con đuôi. Dạ. Yeah. Mới đây mà một năm rồi, rồi trong một năm qua là có gì thay đổi không? Thì này cũng đang coi vừa rồi cũng đâu có gì thay đổi thì tự hình thịt dịch biết nào thì dạ đó thì ở đầu tiên còn thiên nhân cho cô thì ai tự cái nó ra đó chứ không thì tiền cũng còn chứ hả? Thì cứ gọi với ngân hàng á. Bỏ ngân hàng đó. Thì cái xưa con vậy gọi với ngân hàng á chị. Dạ dạ. Cái thì cô cũng để ai với em để ai với nó. Rồi mình cũng rút cái lãi mình ăn thôi chứ. Đúng không? Cái gì rồi cô đa cái kêu trang hè đó con ấy cái xuống lái gì hè chọc rồi đang hình thân ô hẳn tầng gì đó yeah. Cái cô kêu cô đa cô lái gì cô để cô đi chữa bệnh á cái gì còn tiền lẻ thì gì rồi lái cũng được con lái đồng á chứ y anh em nó dịch có hỏng cái cho cô tiền hết nữa cái gì cô kêu ôi trang lấy dịch thằng khi nó vui đây hoàn cảnh cô lan thì năm ngoái là cũng một năm trước quý vị đó, cũng tháng 9 năm trước á là Phi Hòa chia sẻ hoàn cảnh của cô Lan, một người phụ nữ thật là không may khi mà bị người yêu của cô là tạt axit. Đó thì cũng rất là tội nghiệp cô mọi người. Năm nay cô nhiêu tuổi con quay mất ta? Mà cô sao sao hè rồi? 62 tuổi. Cô Lan năm nay 62 tuổi rồi. Lúc cái cô bị cái chú kia tạt axit là lúc đó là cô 39 tuổi. 39 tuổi. Thì hồi đó cô kể là mới sáng là hai mẹ con cô mới ngủ dậy ha. Hồi tối chứ. Tối hả? Tối thì khoảng uống nành dừa thoáng gì đó. Hay là con nằm lên giường đó nè. Là 4-5 giờ sáng gì đó. Là mới ngủ dậy. Cái là cô nằm đó có được cái con đó nó mới xuống nó kêu chị lon vậy đó. Cái cô coi ra là nó tọt liền đó, cái nó đầy gắt. Con đòn nó có nám có con đòn nó nặng nó len len đó. Cái cô kia tạc chứ không phải cái chú đó. Cô kia chết chứ gì thật. Con quen mắt. Cô kia chết đó. Cái cô kia tạc dạng như đánh ghen đúng không? Cô kia tạc axit cô Lan mọi người. Mà Phi lúc nãy Phi quen. Tại vì một năm rồi bây giờ Phi cũng không nhớ nữa là năm trước Phi chia sẻ là nãy là Phi nói cô bị người yêu. Người yêu tạc nhưng mà không phải là cô bị nó gọi kêu có theo ẩn đánh ghen gọi kêu có theo ẩn không chịu chết rồi lúc đó là cái cô kia tạc cô Lan là đi tù 20 mấy năm 23 năm đó thì cái câu chuyện này cũng khá là lâu rồi mọi người nhưng mà nhìn bây giờ cô Lan bây giờ rất là tội nghiệp là mặt mũi rồi nói chung cơ thể của cô là bị phá hủy rất là nặng luôn. Hai mắt thì cũng không thấy rồi cái miệng của cô thì cũng bị môi cô là cũng bị trề xuống vì là năm ngoái là nói là đi phẫu thuật nhưng mà không có được hả rồi cô cái định thân gì thế đây cái dịch biết anh con này ăn như Sài Gòn mà chết trong cái đường đi đặt còn cái thứ dịch đó con Sài Gòn á dạ. Cái là cô đâu đây được đâu ai bây giờ cái miệng của cô nó cái môi của cô nó trề xuống là nước miếng nó cứ chảy ra liên tục. Ăn cũng rất là khó khi mà ăn đó là nó rớt xuống liên tục nó rất là khó rồi bây giờ là cô trong người cô là đau nhất thường xuyên đúng không này tới gọi đặng đặng nó nhất nó đà hết trong lúc đấy cái tay con này hay, ta có ta này dài chân của cô này nó cái kia họ lộn vô đi lúc đó là bị cả người luôn hả cô thì họ tưới thì ngày các cô nào người ta chảy cái này họ tưới còn nhiều lắm hả họ tưới vậy y lít chưa hả y lít á axit luôn đó, cả người cô luôn ở trong bụng đồ có không hết rồi như vậy hết rồi này không còn rồi này
Như dấu ổng thì nó lót, nó lột. Cái lưng có không? Có lưng có không? Cái lưng thì không có, hồi nào nào thì tay ra đó, nó cọt cái mặt, cái nó chảy xuống tay, chảy xuống đây. Nó chảy xuống đây đi. Bây giờ cái cổ của cô là nó... Nó bị rút rồi nè. Nó rút cái gan này còn nè, nó chá cái nó rút cái gan này lại nè. Người tham rất khó, là khó chịu lắm. Đó, cái cổ của cô nó giờ nó kéo, thịt nó kéo chứ nè. Nó rị, nó rị ra nè, nó rút ra nè, khó chịu lắm. Cái tay này nó rút ra rồi, hồi nó ngỏ không? Nó rút ra nè, người dùm không? Tay nó rút nè. Con nó cứng ngắc luôn hả? Nó rút ra nè. Nó cứng ngắc luôn mọi người. Không, bây giờ không co lên được phải không? Nó rút ra thì cái biết ra chứ còn nó có thẳng ra được. Thẳng ra là không được. Dạ, co lại có được không? Co thì được chứ mà co thì dễ. Co thì thẳng ra là không được. Co thì dễ. Bây giờ là tới đây thôi chứ thẳng ra là nó không được tại vì nó kéo nè. Nó càng thẳng hết đó con ấy. Dạ. Ấy là nó càng thẳng nè, cô ấy không được nè. Trời ơi. Nó thì hôm nay con chia sẻ một cái hoàn cảnh ở bên kia, bên Tam Mỹ Tây á. Dạ. Ok, thoát rồi hả? Dạ, con đi hồi sáng con. Có được con qua thế này hả? Dạ, con chia sẻ một cái hoàn cảnh bên kia rồi con ghé, nói chung nhà đó là đi ngang qua nhà cô. Ha. Dạ. Hồi sáng chạy con qua đây hả? Dạ, con chạy ngang qua nhưng mà thôi để con chia sẻ hoàn cảnh đó trước rồi tí con về là con ghé vô con thăm cô. Tự gia. Dạ. Dạ, con đi con đi vậy. Dạ, con đi với bạn. À, sao nó đang rồi đi sao nó nói này vậy? Hiện tại là cô đang ở Tam Mỹ Đông đúng không? Tam Mỹ Đông, thôn Tam Mỹ Đông, xã xã Tam Mỹ Đông chứ. Xã Tam Mỹ Đông đang thôn Ba. Thôn Ba hả? Thôn Ba, xã Tam Mỹ Đông. Ở thôn Ba, hiện ở tại thôn Ba, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành. Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đó thì bây giờ hoàn cảnh của cô Lan là sống một mình. Một mình nha mọi người, sống một mình không có chồng con gì hết á. Thì lúc đó là cô bị 39 tuổi là cô bị. Lúc đó là mẹ của cô là cũng bị không? Mẹ cô nói tụi kinh nó chứ, ổn rồi không nói chứ, hay con ngủ giường mà không? Mẹ của cô là cũng bị đặng như cô đó. Mẹ con cũng bị nạn khổ, thấy đường rồi là một mắt ấy. Con một con rồi cũng đi là nãy nè, con rồi cũng chỉ đi nãy chỉ hết, thảo chỉ hết. Mẹ của cô là lúc đó bị hư một con mắt. Hư một mắt. Nói chung là hai mẹ con cũng bị như nhau. Hai mẹ con bị gõ con ta, cũng bị dài vậy này, cái việc cũng... Rồi mẹ của cô là lúc đó có chữa trị có được không? Được, con cũng nói vậy là nãy chữa hết luôn. Chữa được hả? Bây giờ nãy thôi chữa hết rồi. Rồi thời gian sau là bà mất hả? Thời gian sau, ấy vậy mới mất đi được 10 năm rồi con. Mẹ của cô là mới mất được 10 năm. Mới mất 10 năm, mất hơn 2012 á. Mất năm 2012. Dạ. 2012. Lúc đó là hai mẹ con hồi trước giờ là ở nhà này đó hả? Ở nhà này, người ta có con, chứ ra trò chứ tôi giống gì đấy. Cái thì từ mưa cái cô ứng là cái trẻ cái đường mẹ cái mà thôi từ ông mưa nó lạnh nữa tuổi nó lạnh đó rồi nên là bỏ tao quả ngái có ngái rồi đó thì từ khi cái gì bây giờ thằng ngủ không thì nó không có cửa nè nó là nên giữ nó đi họ sẽ xin tiền họ tu họ sửa hết đây cho chứ có nghĩa là lúc trước đó là hai mẹ con ở trong một cái trại hay sao cái trại cái giò đi còn cái giữa nó là ở cái trại rồi nó cái lạnh quá cái ngày kêu trời mưa nó ướt đâu nè thôi ngồi thì không mưa nó ướt á cái ngày kêu thôi đi cái giường vô đi ngủ chứ giường ở lạnh có chịu nổi đem cái giường vô đây ngủ đem cái giường vô nằm đửa đửa cho đi là chỉ cho thử là ái đó nằm thì đửa đửa ở xuống này ở xuống cơ bà tật ở xuống cái cửa kêu kêu lon lon tại vì không có cửa đâu nè không có cửa là bà vô bà đây mà xích vô bà tật chắc hồi đó chắc cũng đau đớn dữ lắm cô ha nó nám cô rồi nó nám tụi cái từ hè tài thì nó nám nó nóng rồi nó nóng nó bỏ mất cô rồi đưa ghé rồi đưa ăn xem ghé đó con tụi cái cô rồi là đường nào có lay vậy nó tụt do luôn cái gì tụt hết do luôn cái nó nám rồi nó nám hè tài tước tước rồi là nãy họ nổ hết cái này họ trời gió do nè cái này là họ gió lại nha cô nè họ vá do lại họ vá do lại hết đi nè nó tụt thấy cái hè cái này rồi nó có hỏi lộn cái chân của cô ấy họ đi đánh này chứ người do có họ là người đánh không được cái tỷ cái giò lá cái giò của cô thôi rồi cái lân nào đi cho mình nặng còn họ lộn rồi cái này cái tử là họ lộn hết họ lộn hết cái họ đát lên cái ta đi cái ngày con sữa nó lộn hết vậy nói chung là họ chữa không giỏi ai hòa thoát hết không ba tháng trời đó hả hòa thoát hồi nãy hòa thoát mà cái nhà cô không ai là cái chết con ái thoát luôn bây giờ cái lỗ tai của cô là một bên nó là mất rồi một cái là nó trái gì có nên họ mất rồi còn một cái này là nó tiêu là dài này con nè hôm nay nó rút ra được là vậy nè một cái này nó rút nhưng mà vẫn còn cái lỗ hả cái lỗ mình ngay cô cũng còn ngay dạ vẫn còn ngay được tí qua bây giờ là gãy hỏng thái rồi còn cái con mắt này là nó mắt này là nó bịt luôn nó bịt luôn rồi con này nó kết luôn rồi đang có lỗi gì được nhìn cô rất là tội nghiệp mấy cái trán của cô là cũng bị luôn hả lủng luôn hả hay sao cái hậu ngủa rồi ngủa đào ngủa cái trán này hậu ngủa cùng cái này cái đi con cái đội cứ do xóm này
Rồi sáng cô trong này cái đó cô để cái vô cái xong nó đụng nó trắng hết đi. Cô đi không thấy đường á là cô đập cái đầu vô trong tường. Đó con vô cái đầu vô tường nó tá vô đây này. Còn cái này là hậu ngủ đây, hậu ngủ hồi ở nãy đó không? Dạ dạ. Hậu ngủ ở thật ra đó, hậu ngủ cái đầu ra đi. Dạ. Cô rất là tội mọi người ạ. Bữa nay là cô ăn uống rồi có được không? Có bình thường không? Thì cô cũng náo rồi, bữa nữa không ngồi đó chứ cô không có náo ăn ngày ngày được thì ăn ướt hết đó con à. Náo một lần nó ăn cả ngày hả? Cái này cô ăn cả ngày. Bây giờ là cô phải mò mò rồi cô tự nấu ăn rồi tự rửa chén, tự thắp hương, nói chung một mình cô mò mò trong nhà thì cô làm. Thì ngồi lý vậy đó thì cứ dạy là ngồi lý vậy đó. Thì hoàn cảnh của cô La Phi chia sẻ cũng khá là chi tiết. Hồi năm ngoái Phi cũng chia sẻ khá là chi tiết. Thì nay cũng có dịp đến thăm lại cô xem thử cô thế nào rồi. Rồi bây giờ là sức khỏe của cô có ổn định không cô? Thì vậy đó cô đa cái vậy đó, đa nó nhắc nó ngỏ đa hết là người vậy đó. Cô đi đâu có được, đây đâu có được. Đau không thấy rõ ở đây luôn, có được này. Đau nhất thường xuyên đó. Nó đòn, nó bị lưới loạn thường định là trong lại cái này. Rối loạn thường định lại hả? Lối lộn mình lẹ đó, cái gì cô uống thuốc thường xuyên vậy đó không? Bây giờ là... Không có uống miết, uống hàng ngày vậy đó. Giờ là ngày nào cũng uống thuốc hết? Ngày nào cũng phải uống thuốc, rối loạn tiền đình, là huyết áp này sống lộn về uống nguyên, cái thuốc rối loạn tiền đình nữa. Bị huyết áp với lại rối loạn tiền đình? Ngày nào cũng uống hết? Ngày nào cũng uống hết, sống lộn cũng vậy. Còn cái bệnh gì nữa không? Nó không vậy, uống một viên thì còn nó đa nó nhất hết thì cũng phải uống thuốc nhất ngoại nhất hết đi là hè thành tốn tầm ngò một khổ là uống đầy thoát còn họ thì được tự thái thoát nó hết cô đâu uống được dữ đó. Rồi bây giờ là cô còn tiền uống thuốc không? Thì vậy đó, cô hơi nước rồi cô lấy được mấy đồng một cái được rồi. Bây giờ trong ngân hàng còn tiền không? Cô ngân hàng cô còn tiền chứ. Còn bao nhiêu? Còn hơi đứa đang hai trăm hai ngàn chưa được cái con đưa là con nói là con lấy đưa là trăm hai ngàn. Con hai ngàn cô hơi cô lấy gì đó má chọc đi. Còn cái nữa tám chín chọc gì đó. Cô để ra chưa đà cứ lấy lần đấy rồi đó. Rồi lấy lần từ rồi lần lần rồi mình mua thuốc mua đồ mình uống. Lấy lần mua thuốc uống là cô mua thất an rồi cô ăn đó. Cái gì mua thuốc uống hàng ngày đấy rồi đó. Hàng ngày nó hết chắc hết nái là ngọt tiền thuốc luôn á, thoát là chắc hết nái là tiền thuốc luôn á. Nhìn cô rất là tội, bây giờ cô sống một mình, không có ai chăm sóc hết. Nhưng mà cũng không có ưng đi viện dưỡng lão luôn hả? Không, cô không ưng đi. Không ưng đi hả? Ở nhà có nhà, ở nhà chứ chưa. Cô rồi nó hận chứ không được ai cứu nó khó đó còn ấy. Dạ. Có thì kiểu họ gái thì họ không thái, họ máy mà họ ai uống nó dĩ hơn cô. Cô nhỏ thì ai uống nó đủ rồi, cô gái cô la cô chửi chứ. Cô là lúc còn trẻ là cô dễ thương lắm không? Con nghe nói cô dễ thương lắm hả? Cô đẹp gái lắm. Hồi đó là cô làm gì? Thì cô đi buôn. Đi buôn cô này ở trên thanh trà á. Cô buôn thanh trà. Cô đi ăn bạc nữa á. Cô đi buôn cái là cô quen với chú đó. Ổng là đi đóng đi đồn dọn nữa. Cô quen với chú đó mà chú đó là cũng có cái cô đó. Ấy là dưỡng chế trời con gọi nó theo ổng. Cái cô đó là theo cái chú đó. Rồi cô cũng vô là cô cũng ưng cái chú đó luôn. Cái nhà đó thì ông nó làm cho chưa cái tay trong chuyên viên nó mà con. Cái tôi gọi nó bị về chứ mấy. Ước vào tâm hè nó bị về chứ mấy. Là mới quen mới tháng hả? Cái là cái cô kia biết là cô kia đánh ghen. Hồi đó là cô có biết chú đó có quen với cô đó không? Thì không cái đòn này ổng thì không có ông quả thì bỏ đến tử rồi vì ổng cái đòn nó nói vậy cũng nghĩ vậy chứ không cái đòn mình cũng không biết nữa. Nhưng mà không ngờ lại cái sự cố nó không ngờ cái sự cố thảm này nó diễn ra là cô thấy cái vậy này cuộc đời cô là gì cô thấy vậy rồi đây đó nhận như vậy nhận như vậy 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 đó một cái không đỡ thấy từ xưa cũng được đâu không thấy lâu không không thấy ân đây không thấy sau đây gì nghe người ta nói rằng là đồ không sau đây gì nãy con vô thấy cô đóng cửa không biết con tưởng cô đi đâu rồi chứ cô đi đâu bây giờ là bán cô đi cô không biết trong nhà vậy hả cái nhà cũng là gần đường không nhà cô sự là từng lái tiền gì đây ý là cái vô lò nhiều năng mình thử vậy không thành cô từ bán cô phải đóng cửa lại cái hàng xí rồi bây giờ là cái chân của cô là đi bình thường đúng không cái chân cô đi bình thường nữa nhờ thì cô đi được do mình không thấy thôi chứ mình không thấy đường chứ còn cô đi đang nhờ cô đi được mình không thấy luôn nè, mình không thấy thì mình đi thì được, cái gì có chuyện cái đường này đi ra đi trước này được, đi hết cái nhà này được, cái gì hồi lông giác cái đường ăn lông lũng cái đà cũng là biết rồi, nói chung cũng dấp té rồi đập đầu vô tường rồi, cái này cái thóp đập như cái tường lên nó lũng cái này, thóp, còn cái chỗ này là cái dấu vết là họ ngủ rồi chưa, họ thật ra họ ngủ rồi chưa, cái là nãy họ ngủ rồi chưa này.
nhìn cô Lan bây giờ rất là tội mọi người đó, thì nước miếng nó cứ ra liên tục, phải dùng cái khăn á là lau liên tục mọi người. Đó là do cái môi của cô nó bị kéo, nó bị dài rồi, con nó bị dài rồi, nó kéo xuống thẳng lên như thế này. Đúng rồi, nó kéo xuống nó không có giữ được cái nước bột. Nó lị ăn rất là khổ mọi người, khi mà cô ăn á là cô xúc thức ăn vô là nó rớt, nhai là nó rớt xuống, nó rửa hết lá chứ không hết. Đi giữ lỗ thì thường mình nó ai ướt nó gọn, mình nó cọt khứa mình ai không đi thẳng đàng. Mà vừa năm ngoái thì cũng tính là đưa cô đi Sài Gòn để phẫu thuật cái miệng, cái môi của cô á, để cho cô khỏi rơi nước bột xuống cũng như là rơi thức ăn xuống, nhưng mà không biết có được hay không. Tại vì nó dính tới cái cổ của cô thì nó cũng rất là khó, mà không biết phẫu thuật thẩm mỹ thì có làm được không đâu. Gọi người hậu kêu rồi, cái người hậu cũng tới là nó chắc không được gì, nó thì cái đi có không thì nó khó là chuyện đó. Cái này nó lại vậy, nó kéo hết chứ này rồi sao. Lại vậy cái thẳng cứng này, nó cứng ngắc kìa. Cứng ngắc rồi. Nó thì nó cứng ngắc kìa, đâu có quại cái gì được đâu. Cái đi gọi cái gì rồi nó ngỏ ra nó hồng, nó thì ái không được á. Nó ngỏ cổ ra đó. Tính đến nay là cô bị bao nhiêu năm rồi cô nhớ không? Từ năm 2009 tới nay này là tức là 23 năm rồi đó chứ. 40 đi. 40 mà năm nay là cô 6 mấy? 62 là 40 62 là 20 năm, 21 năm rồi. 21 rồi. 24 năm được chứ không? Dạ. 9 năm này 31 rồi. 22 năm. 23 năm rồi. 23 năm rồi đó. Cô bị 23 năm rồi. Lúc đó là cô mới 39 tuổi. Lúc đó nó khổ, mình thì xa được là bây giờ mạnh thường quân từ thiện là họ giúp cho mình. Phát mình cũng đỡ là chí. Cái lúc mà cô mới bị chắc là cô muốn chết đi cho rồi chứ này. Đó rồi nó cũng khổ cái lá, họ thấy đồ nó không à. Nó khổ mà là nãy họ chữa cho mình cũng rõ hay. Thôi hôm nay đi ngang qua ghé thăm cô coi tình hình sức khỏe cô thế nào. Thì sẵn tiện thì con gửi cho cô 1 triệu để cô uống thuốc, cô ăn uống ha. Đây thì 500 là của chị Kim Lai làm bên bảo hiểm Catalai. Với 500 là của bạn Tấn Thành ở Duy Xuyên. Thì con gửi cho cô 1 triệu này để cô mua thuốc, cô uống rồi cô ăn, mua đồ ăn rồi cô ăn ha. Hai tờ 500 nha cô. Thì nó nói là cô xin thành thật cảm ơn hai người nghe. Cô chúc về đó con ơn, nhà giúp đỡ cho cô có địa điểm để ăn thắm hơn nhà, thì cô cảm ơn con, cảm ơn chị gì nữa. Cảm ơn hết hè. Thì từ nhà Phi mà vô nhà cô cũng rất là xa mọi người, nên cũng khó có ít có khi nào mà Phi vô đây để Phi thăm cô. Hôm nay thì sẵn tiện cái công việc thì gần đây cái trường hợp gần đây thì Phi sẵn tiện Phi thăm cô luôn. Thì đó thì cũng gửi cho cô thêm ít tiền để cô trang trải cuộc sống, mua thuốc men ha. Rồi cũng chúc cho cô sức khỏe nha. Nó có xin tiền cho mình ăn, vừa nể mình ăn, mình đổ thuốc rồi uống. Rồi có người này nó không có ra thì không có tiền ai ăn, rồi nó đa nữa, không đi chứ còn hòn ghé nè. Cái thằng tha này thì làm thôi. Bây giờ là cô 62 hả? 62 tuổi. Nhưng mà hằng ngày là cô phải uống thuốc đủ thứ hết rồi cũng tốn kém. Mà cái số tiền trong ngân hàng đó là cô gửi 6 tháng hay là gửi 1 năm? Cô gọi Inan luôn mà con lấy nó vậy, con đứa nó không thấy hả chị? Cô gửi Inan cho nó được không? Có lãi con hả? Nó không tiền lẻ con à. Thế là một năm mới xuống lấy tiền lãi một lần hả? Cái này lấy gì được lãi hơn, được lãi tiền đó, cái gì cô thuốc cô uống, cô ăn tự nhiên hơn thân cơ. Dạ, nói chung bây giờ là cái cuộc sống nó cũng còn là dài đó. Không? Một mình cô là bữa nay mới 62 tuổi thì cũng còn trẻ đâu, có phải là già đâu, đúng không? Còn trẻ hả? Nhưng cũng được 20 năm nữa chứ. Đà miếng không biết, bấy mấy hôm rồi. Đà miếng mà không biết đoàn nữa. Ít nhất cũng được mười mấy năm nữa chứ. Thì nó đà con biết rồi đó. Cái số có được cái số tiền đó thì mình để ngân hàng rồi mình chi tiêu, mình uống thuốc thôi chứ còn. Thì giờ giúp được chừng nào mình giúp. Thì con vậy đó, cô giúp cho cô được chừng nào thì cô còn được nái thì. Đi nhà nào thì cô còn được nái rồi đó. Cái răng của cô mới có rụng không?
Không. Không rồi mà. Không, ở đây nó gọi thì chắc thử nghe. Cứng, cứng lắm hả? Nó chắc, chắc cứng vậy, nằm hơn đấy. Răng của cô thì chắc cứng luôn. Chắc cứng vậy đó. Rồi, thôi vậy thôi con xin phép con đi ha. Con thôi là ăn uống gì ra thì sao vậy? Dạ chứ giờ con mới đi kiếm đồ ăn đây. Giờ gì con đi lại hả? Dạ. Con đi trên con nghỉ tay rồi. Đi ra người kia kiếm đồ ăn với giờ cũng trưa rồi. Dạ, thôi con xin phép nha. Có rồi có dịp nào con ráng con đi không? Dạ dạ, để con nói. Rồi, vậy thôi con đi nha. Thì con đi nghe. Dạ dạ. Chứ con đi gì nhờ khỏe nghe. Dạ, rồi. Rồi Phi cũng xin kết thúc clip ở đây nha. Rồi xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Rồi xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.